giữa với lại mọi người không nên xây kiểu này. Ở trên đỉnh này đã có một ngôi chùa rồi, nếu như mọi người ở dưới mọi người xây nhà cửa hay mọi thứ gì đó, hoặc là mọi người xây gần đây hoặc là chôn gần đây, gần như là cái khí mạch nó không còn phát ra, tại vì nó tập trung năng lượng để cho cái khu vực tâm linh này. Muốn cái lai lông đến từ đâu, giống là kia, nếu như mà gốc của nó là còn cái đỉnh đó thì mọi người giống lên đỉnh, còn nếu không thì mọi người có lẽ thể lấy khoảng ví dụ như 45 độ tây bắc xây gì đó, không mình xem thử lai lông đến từ đâu. Nếu như cái chùa xây đúng thì là giữa lai lông với lại tòa chùa nó phải hạ độ, nó lai lông đến ở tây bắc 99 gì đó. Thông thường nước nó chảy phía sau đi, giả sử nó chảy sau lưng mình đi thì mình có thấy đâu, thì mình nói là long sơn hướng thủy, long nó bổ trợ cho sơn, thủy nó bổ trợ cho hướng. Nếu như mà nước nó chảy phía sau thì nó lấy gì nó bổ trợ, bay tới cái thủy với lại mình không nên xây chỗ này. Khi mà nước nó đổ từ sau lưng mình tới chảy đi đây, mọi người nên xoay nhẹ, thì lúc đó nước từ phía này, thật sự nước nó đổ từ bắc tới chùa này tính đúng, nó không phải sai, tức là đổ từ bắc tới thì thủy là đế vượng. Nhưng mà anh quay lưng thế này thì cái đế vượng của anh tới sau lưng anh đâu lấy được mấy đâu, do đó phải mở cửa phía sau nữa. Nhưng nếu mà giả sử mọi người làm tốt nhất, best nhất, tất cả mọi thứ cách cục tốt nhất, mọi người quay nhẹ, quay đông luôn, quay từ phía đông. Thứ nhất là nước từ bắc mọi người cũng thấy, mà nước thoát đi mọi người cũng thấy, à nó nguyên một vòng luôn, mọi người thấy hết. Như vậy nước từ đế vượng và nước thoát đi tất cả mọi thứ đều ok tốt. Thì âm long có nghĩa là long mà đi ngược kim hồ. Như vậy nếu mà long mạch đi ngược kim đồng hồ thì phải tọa dương huyệt ha. Như vậy nhâm tý quý đây là dương huyệt thì ok, chứ mình đừng tọa hợi hay đừng tọa sửu tọa cân. Dương long tọa âm huyệt, âm long tọa dương huyệt.